Thưa quý vị, còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đọc báo buổi sáng ngày Chủ nhật, nơi chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những bài báo đáng chú ý trên các trang báo số ra sáng nay mà các đồng nghiệp báo in của chúng tôi đã chuẩn bị. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặc biệt quan tâm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, nghiên cứu đối với vaccine phòng ngừa COVID-19 trong nước. Đồng thời, Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã nghiên cứu thành công phương pháp mới trong việc tổng hợp đối với thuốc Favipiravir trong phòng thí nghiệm dùng để kháng virus SARS-CoV-2. Đây là tin vui và cũng là một tin rất tự hào đối với chúng ta trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành. Báo Pháp luật Việt Nam trên trang 2 có đăng tải bài viết phản ánh thần tốc trong chiến lược vaccine Made in Việt Nam. Theo bài viết này, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Và muốn có được miễn dịch cộng đồng thì phải tiêm cho ít nhất khoảng 70% dân số mới có thể đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã xây dựng và báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ về việc mua 150 triệu liều vaccine và triển khai chiến dịch tiêm chủng này trên quy mô toàn quốc để đảm bảo khoảng 70% người dân được tiếp cận vaccine. Về vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh là cố gắng sản xuất vaccine trong nước nhanh nhất và sớm nhất có thể. Tóm lại, phải thần tốc hơn nữa, kể cả về nghiên cứu, kể cả chuyển giao công nghệ, sản xuất và thủ tục hành chính kèm theo miễn dịch cộng đồng là một yêu cầu rất lớn. Nguyên tắc của Việt Nam là miễn phí cho toàn dân. Bên cạnh đó, tuổi đời của vaccine cũng là một dấu hỏi. Vaccine có chu kỳ nhất định chứ không thể miễn dịch cả đời. Có thể nói, người Việt Nam càng trong gian khó, càng đồng lòng, càng đoàn kết và bứt phá. Bởi thế, dù cuộc chiến này chưa phải kết thúc trong ngày 1, ngày 2, nhưng mà chúng ta có thể đặt niềm tin thành công với những mục tiêu đề ra. Và hơn nữa, trong cuộc đua chạy đua thần tốc như thế này, với biến thể vô hình thì chắc chắn người dân Việt sẽ làm được rất nhiều chuyện. Và thưa quý vị, qua đó thì Thủ tướng cũng đã nhận định, định hướng thực hiện hài hòa giữa chính sách tiền tệ, tài khóa với các chính sách khác để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện thành công chiến lược tiêm chủng vaccine. Trên báo Người Lao động số ra sáng nay, trang số 16 cũng đã có bài viết khôi phục việc làm, không để đứt gãy thị trường lao động. Trong ngày 1 tháng 7, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì họp chính phủ phiên thường kỳ tháng 6, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2021. Đáng chú ý là tại phiên họp này, chính phủ bàn các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định dịch COVID-19 đang được kiểm soát, một số ổ dịch đã được ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi, cuộc sống người dân, hoạt động, kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp dần trở lại bình thường. Thủ tướng cũng qua đó cho rằng, dù phải ứng phó và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng cao, giải ngân vốn đạt cao, các số liệu thống kê kinh tế xã hội cho thấy kết quả tốt. Được các định chế tài chính quốc tế đánh giá tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, CPI thấp nhất nhiều năm qua, thị trường tiền tệ lãi suất ổn định, thu ngân sách khá tăng, tăng trưởng GDP đạt cao, xuất khẩu tăng, an sinh xã hội, đời sống dân dân được đảm bảo. Một số cơ sở dữ liệu lớn như là cơ sở dữ liệu dân cư đã được hoàn thành, thương mại điện tử phát triển mạnh, môi trường sống được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được đẩy mạnh và tăng cường, đặc biệt là ngoại giao vaccine được thực hiện tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine trong nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục các biện pháp giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, tăng cường ngoại giao vaccine, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tham ô, lãng phí, sách nhiễu, thúc đẩy cải cách hành chính, có các cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khôi phục việc làm, không để đứt gãy thị trường lao động, nhất là có phương án đảm bảo sản xuất trong điều kiện dịch bệnh ở khu công nghiệp, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 an toàn, đúng luật và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy với những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19 thì việc đảm bảo khôi phục việc làm và không để đứt gãy ở trong chuỗi lao động cũng như phục hồi kinh tế là một trong những mục tiêu trọng điểm đang cần phải làm. Trong đó thì có những địa phương với những cái chủ lực về kinh tế như là Thành phố Hồ Chí Minh thì đang phải gồng mình chống dịch, và câu chuyện về Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi chiến lược chống dịch cũng là một câu chuyện mà được rất nhiều báo đăng tải trên các số báo ra sáng nay. Đây là bìa báo của báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay, thưa quý vị và các bạn, và bài báo này cũng cho thấy là phải điều tra 100% các ca F0 trong vòng 1 giờ. Và ngay trên trang 2 thì có một bài viết với nhan đề là chạy đua bảo vệ công nhân trước dịch. Bài viết này đưa ra một cái nhìn là COVID-19 đang uy hiếp vùng sản xuất hàng hóa lớn nhất của khu vực phía Nam. Và lúc này các doanh nghiệp cần phải có thêm nhiệm vụ mới là bảo vệ công nhân trước dịch bệnh. Và nếu để dịch xâm nhập, nhà máy phải đóng cửa, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mất lợi nhuận cũng như thu nhập. Không chỉ áp dụng kinh nghiệm của địa phương đã trải qua ở một số địa phương bạn, thì một số nơi còn sáng tạo thêm giải pháp để ứng phó nhanh hơn con virus, không để nước ngập đến chân thì mới nhảy. Tại Đồng Nai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh này cho biết từ khi xảy ra dịch COVID-19, tỉnh đã đánh giá nguy cơ dịch lây lan vào các khu công nghiệp rất lớn, nên đã lưu ý các doanh nghiệp hợp tác với chính quyền chống dịch, vừa để đảm bảo bảo vệ sản xuất của doanh nghiệp, vừa bảo vệ sức khỏe của người lao động.
Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết, từ đợt dịch thứ tư, tỉnh đã xin Bộ Y tế cho thí điểm về các doanh nghiệp tự làm test nhanh, ngành y tế có trách nhiệm hướng dẫn cho doanh nghiệp. Còn tại Bình Dương, theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đến ngày 3 tháng 7, số ca mắc ở tại thủ phủ công nghiệp này là 452 ca, quá nửa là công nhân. Các ca dương tính cũng đã lan ra gần 40 nhà máy. Và nếu như trước đây biện pháp chống dịch phổ biến trong các nhà máy tại Bình Dương là đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế trước khi vào nhà máy, thì nay nhiều doanh nghiệp đã tính đến phương án bố trí chỗ ở và vận động cho công nhân ở lại ngay trong khuôn viên nhà máy. Và đây cũng là một trong số những kế sách đang thực hiện để đảm bảo cuộc chạy đua bảo vệ công nhân trước dịch mà thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương là một trong ba tỉnh thành trong khu trọng điểm công nghiệp phía Nam đang phải cố gắng theo đuổi mô hình này để có thể đảm bảo công tác phòng chống dịch. Và cụ thể thông tin bài viết này mời quý vị và các bạn tìm đọc ở trên trang 1 và trang 2 của báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong một diễn biến cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trong ngày 3 tháng 7, Sở Công Thương thành phố cũng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại 6 quận huyện trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá các tiêu chí an toàn phòng chống dịch tại các khu chợ truyền thống cũng như những chợ đang tạm dừng hoạt động trên địa bàn thành phố. Báo Tuổi Trẻ trang số 7 cũng đã có bài viết nhộn nhịp đi chợ dùng, giao nhận hàng tận nhà. Theo đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra tập trung đôn đốc các chợ tăng cường khắc phục các tiêu chí không đảm bảo an toàn và sớm đưa chợ mở cửa hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân. Số lượng các điểm bán bị phong tỏa, tạm dừng đón khách tăng lên nhanh chóng vì liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Đến nay thì vẫn còn gần 60 cửa hàng tiện lợi và 105 chợ khác đang tạm ngừng hoạt động. Trong đó có chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến kéo dài thời gian đóng cửa đến giữa tháng 7 năm 2021. Dù vậy thì tiến độ đưa chợ mở cửa an toàn trở lại vẫn còn nhiều thách thức. Đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết, gỡ phong tỏa cho các chợ, siêu thị, điểm bán hàng thiết yếu đồng nghĩa cơ hội tiếp cận mua hàng của người dân nhiều hơn, giúp đầu ra cho nông sản, giá thực phẩm thiết yếu được ổn định. Do đó, Sở đang đôn thúc các chợ nhanh chóng có đánh giá đúng tình hình, tuân thủ các quy định an toàn phòng chống dịch, sớm đưa chợ hoạt động trở lại bình thường. Với những chợ đang còn hoạt động, tiểu thương và ban quản lý chợ cũng đã triển khai nhiều cách thức mua sắm để tăng cường mua thị trường. Đi chợ dùm, giao nhận hàng tận nhà là phương pháp đang được áp dụng phổ biến hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, để đối phó với đại dịch thì hình thức đi chợ dùm và sử dụng những cái thiết bị mạng xã hội là một trong những cách để chúng ta có thể khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn. Và chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được những mặt tích cực của mạng xã hội với những giá trị lan tỏa cũng như là giúp đích và có thể khiến cho cuộc sống chúng ta thuận tiện hơn. Những cái điều lan tỏa thì có thể chạm đến trái tim, là những câu chuyện không biên giới, là khoảng cách, là gắn kết, tựa như đời sống thứ hai của mỗi con người vậy. Thế nhưng chưa bao giờ chúng ta cũng chứng kiến những xu hướng mạng xã hội đã được dùng để kích động, tẩy chay và trả đũa nhau khốc liệt đến như vậy. Ví dụ là tấn công trọng tài quốc tế, rồi chửi bới tục tiểu trên livestream, rồi phát ngôn gây hấn, thù hằn, kích động, và cùng với những trang cá nhân là những cái tôi quá lớn, lớn vượt hẳn một cái tôi của một con người, và những anh hùng bàn phím không ngừng chạy đua theo các trào lưu và xông vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, đời tư người khác để rủa xả. Báo Pháp Luật Việt Nam trên trang 3 có một bài viết rất đáng lưu ý, đó là cuộc chơi mạng xã hội, đừng tự làm xấu mình. Theo bài viết này thì mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội. Trong đó có nhận định việc thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng một số đối tượng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như livestream, chia sẻ hình ảnh video clip để đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, trong đó chủ yếu là xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác, hoặc là tung tin giả, tin sai sự thật, sử dụng những cái ngôn ngữ phản cảm, hoặc là những hoạt động quảng cáo kinh doanh gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Và để chấn chỉnh hiện tượng này, tránh gây tác động xấu tới dư luận, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị các địa phương phát hiện kịp thời, xử lý những nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng và đặc biệt là mạng xã hội để chủ động xử lý nghiêm người vi phạm trên địa bàn. Ngoài ra, bài viết này cũng đăng tải ý kiến của luật sư Đặng Văn Cương đối với những cái chia sẻ liên quan đến những chế tài xử phạt theo luật an ninh mạng cũng như luật hình sự. Mời quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc trên trang 3 của báo Pháp Luật Việt Nam số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, đừng tự làm xấu mình trên không gian mạng, và nếu như điều đó còn làm ảnh hưởng đến cả danh dự của một quốc gia đứng phía sau đó thì điều này lại càng không nên. Thông tin mạng xã hội Facebook đã kiện 4 người Việt Nam lên tòa án quận tại thành phố Oakland, bang California của nước Mỹ với cáo buộc là chạy quảng cáo trái phép 36 triệu đô la Mỹ trên nền tảng Facebook, đang gây chú ý cho cộng đồng người Việt Nam. Báo Thanh Niên trên trang 7 cũng đã có bài ứng xử ra sao vụ Facebook đã kiện 4 tin tặc người Việt. Theo đó thì Facebook, nhóm này cũng đã tạo ra phần mềm Ads Manager for Facebook đưa vào kho ứng dụng Play Store của Google, đồng thời giới thiệu đây là giải pháp thay thế cho ứng dụng quản lý quảng cáo của Facebook. Khi người dùng mạng xã hội đăng nhập vào app này,
bốn người Việt Nam nói trên qua mặt Facebook điều khiển tài khoản của khách hàng. Từ việc kiểm soát được tài khoản quảng cáo, nhóm đã tự sử dụng chúng để chạy quảng cáo trái phép, trong khi khách hàng, tức là nạn nhân, là người trả tiền cho các quảng cáo. Facebook cũng đã phải hoàn lại 36 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân. Trong đơn kiện, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã chỉ ra việc làm của nhóm tin tặc đã vi phạm nhiều điều trong bộ luật hình sự của California và đòi bồi thường ít nhất là 36 triệu đô la Mỹ. Với vụ việc này thì nếu như tòa án ở Mỹ phán quyết 4 người bị kiện phạm tội thì việc thi hành bản án sẽ như thế nào? Cũng theo Cục An ninh và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an, nguyên tắc xử lý vụ án hình sự là người phạm tội hoặc khách thể bị xâm hại phải có quốc tịch Việt Nam và đang ở Việt Nam, hậu quả xảy ra tại Việt Nam, hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Trong vụ 4 người Việt Nam bị Facebook cáo buộc thiệt hại xảy ra ở Mỹ, đối tượng thực hiện hành vi ở Việt Nam và hiện đang ở Việt Nam, thì Việt Nam vẫn có thể xử lý hình sự nếu hành vi đó cấu thành tội phạm theo luật Việt Nam. Việc xử lý sẽ theo yêu cầu của Facebook hoặc của Tòa án Cảnh sát Mỹ thông qua Interpol Việt Nam. Trong trường hợp cơ quan công an ở Việt Nam phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm và quyết định điều tra, thì vẫn phải xử lý hình sự nhóm đối tượng này bình thường theo luật hình sự của Việt Nam. Tuy nhiên thì hậu quả xảy ra ở Mỹ thì việc điều tra sẽ gặp khó khăn nên cần đến sự hỗ trợ của Mỹ thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và nước sở tại. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhận thấy càng ngày càng có thêm nhiều những tội phạm công nghệ và sử dụng tin tặc và nó bám theo những cái dấu chân chúng ta để lại khắp nơi ở trên mạng xã hội. Những dấu chân số của chúng ta là một trong những cách rất là dễ dàng để cho tin tặc có thể tấn công và xâm hại vào chính cuộc sống của chúng ta. Và lời khuyên của chính cá nhân tôi đó chính là chúng ta nên sử dụng mạng xã hội một cách thông minh hơn, một cách hiệu quả hơn. Và để kết thúc phần điểm báo ngày hôm nay, xin được giới thiệu với các bạn một cái quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Đây là một cuốn sách cũng đưa ra cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về việc chúng ta đang bị ảnh hưởng và chi phối như thế nào đối với thời đại của mạng xã hội này. Và chúng ta hãy tập cách làm sao để có thể thoát ra khỏi những sự chi phối đó, tập trung làm việc một cách hiệu quả hơn, như là phần đầu tôi cũng đã nói với quý vị các bạn, đó chính là thực tập chánh niệm, ăn uống một cách nhẹ nhàng, đừng theo dõi điện thoại, đừng đọc báo, đừng xem TV quá nhiều, mà chúng ta cần phải dành thời gian cho chính bản thân mình. Làm cái gì thì tập trung một cái đó thôi thì chúng ta sẽ có một cái cách sống hiệu quả nhất. Và đây cũng là một trong những cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong thời đại nhiễu loạn thông tin như hiện nay, cùng với những cái tin rất buồn từ Covid-19. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ giữ được cho mình một tinh thần lạc quan và những năng lượng tích cực nhất để có thể làm hoàn thành tốt những công việc mà mình đang chuẩn bị phải thực hiện trong cái thời buổi khó khăn này. Còn bây giờ theo đồng hồ tay của tôi là 7:15 và cũng khép lại phần điểm báo sáng rồi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên YouTube nhé.